tôi sẽ đi lấy lại đến với tên của hùng chó chắc là. Trong video lần trước, mình đã giới thiệu đến các bạn 5 dòng chó lớn nhất trên thế giới. Những chú chó rất lớn với vẻ ngoài dũng mãnh nhưng bên trong lại hiền lành và thân thiện khó tin. Trong video lần này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 những giống chó bé nhất trên thế giới nhưng lại mang trong mình trái tim của một con sư tử. Tuy rất bé nhưng chúng không biết sợ là gì. Vị trí số 10 thuộc về giống chó French Bulldog, hay nghề Việt mình thường gọi là Bull Pháp. Chó Bull Pháp là một chú chó nhỏ dễ thương với ngoại hình độc đáo. Chúng chỉ có chiều cao vai 30cm và nặng từ 9 đến 12 cân. Giống chó này có khuôn mặt ngắn, ngực tròn và tai rơi tròn. Mặc dù kích thước nhỏ nhưng Bull Pháp có thân hình vạm vỡ và bộ lông ngắn. Việc đào tạo và xã hội hóa thích hợp là rất quan trọng đối với những chú chó Bull Pháp. Chúng thông minh, học các thủ thuật một cách dễ dàng. Những con chó Bull Pháp được huấn luyện tốt có thể là những con chó rất thích hợp nuôi ở những căn hộ chung cư bởi vì chúng rất ít sủa. Những chú chó Bull Pháp cũng tình cảm, lanh lợi và rất tinh nghịch. Chúng hòa thuận với trẻ em và các vật nuôi khác trong nhà. Vị trí số 9 thuộc về Boston Terrier với cân nặng từ 4,5 đến 11 cân. Đây là một trong những giống chó đầu tiên đến từ nước Mỹ với tính cách hoạt bát, thông minh và xuất sắc. Chúng dễ dàng thích nghi, dễ nuôi giữ, không cần tập luyện hay chăm sóc nhiều để huấn luyện. Thích quấn chủ và thân thiện với mọi người. Chó sóc Boston là một giống chó nhỏ có ngoại hình vuông, cơ thể ngắn nhưng có cơ bắp cuồn cuộn, đầu có hình vuông cân đối và đuôi ngắn, ngực rộng. Những con chó Boston Terrier chỉ nặng từ 4,5 đến 11 cân. Chó Boston Terrier cần được xã hội hóa sớm ngay từ khi còn nhỏ. Chúng rất nhạy cảm với giọng điệu của người huấn luyện và học các thủ thuật rất nhanh. Chó sóc Boston có thể là một thú cưng tuyệt vời của gia đình vì chúng cực kỳ đáng yêu và tinh nghịch. Một số chó sóc Boston có xu hướng trở nên rất thân thiện với người lạ. Vì vậy, bạn nên huấn luyện và chăm sóc con chó của bạn đúng cách. Vị trí số 8 thuộc về Bichon Frise. Bichon là một giống chó nhỏ dễ thương và có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Cái tên Bichon Frise là tiếng Tây Ban Nha và có ý nghĩa là con chó lông xoăn. Bichon vô cùng vui vẻ, thân thiện, vui tươi và thông minh. Chúng có thân hình nhỏ gọn, cân đối với bộ lông rậm rạp, trắng và xoăn, đầu tròn, đuôi dài, mắt tròn và đen. Bichon cũng rất giống với Poodle trắng. Tính khí vui vẻ là phẩm chất đầu tiên của giống chó Bichon. Chúng rất kiên nhẫn, yêu thương mọi người. Bichon có thể dễ dàng được đào tạo và chúng sẽ được xã hội hóa tự nhiên. Chúng trở nên rất thân thiện với trẻ em và các vật nuôi khác trong gia đình. Chó Shinzu cùng quê hương với ngao Tây Tạng. Trong tiếng Trung, Shinzu có nghĩa là chú sư tử nhỏ. Họ gọi như vậy vì lông dài quanh đầu như sư tử. Shinzu có kích thước nhỏ 4 đến 7kg. Là những chú chó tình cảm và rất đáng yêu. Shinzu cũng là một trong những giống chó lâu đời nhất trên thế giới, đã được nhân giống từ hàng nghìn năm trước. Shinzu được biết đến với bộ lông dài mượt. Việc bảo dưỡng lông là cần thiết cho giống chó này. Shinzu có thể là người bạn đồng hành tuyệt vời của bạn. Shinzu bé nhỏ, hiền lành, điềm tĩnh, trung thành và tình cảm. Chúng có thể là một vật nuôi tốt trong nhà nhưng không tốt để làm một con chó bảo vệ. Vị trí số 6 là giống chó mặt sệ Trung Quốc, Pup. Chó Pup là một con chó nhỏ, vuông cân đối, trông dễ thương với khí chất vui vẻ. Chúng đáng chú ý vì khuôn mặt tròn, phẳng và những nếp nhăn sâu. Cái tên Pup là tiếng Latin và nó có ý nghĩa là nắm tay. Họ đặt tên như vậy vì khuôn mặt trông giống như nắm tay của con người. Những chú chó Pup có thể đạt chiều cao tới 41 inch và cân nặng từ 6 đến 9kg. Chúng có đầu tròn, phẳng, lớn, tai nhỏ, mắt tròn, đuôi xoăn và nếp nhăn sâu trên mặt. Những chú chó Pup rất nhạy cảm với giai điệu chủ của chúng, vì vậy bạn có thể đào tạo chúng dễ dàng. Mặc dù kích thước nhỏ, chúng lại là những con chó canh gác tuyệt vời. Chúng rất tận tụy với gia đình và hòa thuận với những vật nuôi khác trong gia đình. Vị trí số 5 thuộc về giống chó Papillon. Nhắc đến giống chó này, tôi lại liên tưởng đến nhân vật Papillon trong tác phẩm Người tù khổ sai của tác giả Henri Charrier, người Pháp. Tác phẩm như một bản hùng ca về ý chí sinh tồn của con người. Ai chưa đọc tác phẩm này thì mời các bạn đọc qua nhé. Quay trở lại, Papillon là giống chó rất nhỏ, thân thiện và tình cảm. Cái tên Papillon có nghĩa là bướm, được đặt theo tên của con bướm giống như đôi tai của chúng. Những con chó Papillon đạt chiều cao tối đa 11 inch và nặng tới 3,5 đến 4,5 cân. Bộ lông của giống chó dễ thương này dài và mượt, giống Papillon có tính khí rất tốt. Tuổi thọ lên đến 13 đến 15 năm. Chúng có các màu trắng, nâu và trắng, vàng ánh cam, đen và trắng, đỏ và trắng. Chúng có nguồn gốc từ Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ. Để nuôi chó Papillon tốt nhất, chúng cần được xã hội hóa và huấn luyện thích hợp. Việc đi bộ hàng ngày cũng rất quan trọng đối với chó con Papillon. Những con chó Papillon vô cùng quyến rũ và năng động, chúng thích làm hài lòng chủ của chúng. Papillon có thể là một giống chó nuôi ở nhà tuyệt vời. Chải lông hàng ngày là rất quan trọng để duy trì vẻ đẹp dài và mượt của bộ lông của chúng. Vị trí thứ 4, Toy Poodle. Chó Poodle đáng chú ý vì vẻ đẹp và tính cách tuyệt vời của chúng. Chúng cảnh giác, thông minh, trung thành và năng động. Giống chó này đã phổ biến ở Pháp từ những năm 1500. Ở Pháp, chúng còn được gọi là Caniche, có 3 loại chó sù chính có kích cỡ đa dạng như Toy, Mini, Standard. Toy Poodle là Poodle nhỏ nhất trong đại gia đình Poodle. Chó Toy Poodle có chiều cao tối đa 10 inch và nặng từ 3 đến 4 cân. Chó Toy Poodle có tỷ lệ vuông và đầu tròn, đôi tai rủ xuống và đôi mắt có hình bầu dục. Bộ lông xoăn đẹp là một điều khiến Toy Poodle trở nên phổ biến. Bộ lông có nhiều màu sắc bao gồm trắng, kem, bạc và mơ. Chúng đã giành rất nhiều chiến thắng trong các cuộc thi chó đẹp. Việc bảo dưỡng lông đúng cách rất quan trọng đối với giống chó này. Toy Poodle có thể được huấn luyện dễ dàng bởi vì chúng rất thông minh.
Chúng rất thích được ở bên cạnh bạn và cố gắng làm hài lòng bạn. Toy Poodle cũng rất tinh nghịch và cần tập thể dục thường xuyên. Vị trí số 3 thuộc về Pomeranian, hay còn được gọi là Phốc Sóc. Phốc Sóc là một giống chó phổ biến nhất trên thế giới và ở Việt Nam. Chúng đáng chú ý vì kích thước nhỏ, chỉ nặng tới 3,5 cân. Phốc Sóc cũng được gọi là Pom. Pom có bộ lông dài và trên 23 màu khác nhau như màu kem, sô cô la, đỏ, cam, trắng. Vì Phốc Sóc có kích thước nhỏ, bạn có thể mang chúng đi bất cứ đâu bạn thích. Với việc xã hội hóa sớm và đào tạo phù hợp, chúng có thể là người bạn đồng hành tuyệt vời của bạn. Chúng rất năng động, rất thông minh, hòa đồng và tinh nghịch. Phốc Sóc rất muốn làm hài lòng chủ nhân của chúng và muốn tham gia vào các hoạt động khác xung quanh chúng ta. Phốc Sóc có thể là một chiếc camera giám sát rất tốt. Chúng sẽ sủa vào bất cứ điều gì chúng cảm thấy đáng ngờ. Chúng rất phù hợp nuôi trong nhà. Tuy nhiên, Phốc Sóc là một trong những giống rụng lông rất nhiều. Muốn giữ vẻ đẹp cho bộ lông của chúng ta phải chải và chải hàng ngày. Vị trí số 2 thuộc về Yorkshire Terrier, là một giống chó nhỏ phổ biến, được biết đến với bộ lông dài và mượt. Trong những trường hợp bình thường, chúng không bao giờ nặng hơn 3,2 cân. Chúng có đầu nhỏ, mắt đen cỡ trung bình và tai hình chữ V, bộ lông dài mượt và có nhiều màu khác nhau. Tính khí của những con chó Yorkshire phụ thuộc vào sự huấn luyện và xã hội hóa mà chúng có được khi từ nhỏ. Những con chó Yorkshire được huấn luyện tốt có thể tự tin, can đảm và táo bạo. Chúng không thích hợp cho cuộc sống ngoài trời vì chúng ít chịu đựng được những điều kiện quá lạnh hoặc quá ấm. Chó Yorkshire là những con chó canh gác tốt, chúng sẽ sủa vào bất cứ điều gì chúng cảm thấy là lạ. Đứng đầu là giống chó Chihuahua với cân nặng từ 0,9 đến 7 cân. Chihuahua là giống chó nhỏ nhất trên thế giới. Giống Chihuahua có nguồn gốc từ Mexico. Họ đặt theo tên bang Chihuahua ở Mexico. Chúng có cái đầu tròn nhỏ, đôi tai dựng đứng và đôi mắt tròn. Trên thế giới có hai giống Chihuahua, lông ngắn và lông dài. Chúng có rất nhiều màu sắc. Trong thực tế, Chihuahua là một trong những giống chó có sự kết hợp lớn nhất của các mảng màu. Giống như mọi giống chó khác, việc xã hội hóa và đào tạo sớm rất cần thiết cho Chihuahua. Chúng rất thông minh và tò mò, học hỏi nhanh chóng. Chúng hết lòng vì gia đình, có xu hướng gắn kết với chỉ một người trong gia đình. Giống như Pom, bạn có thể mang Chihuahua đến bất cứ nơi nào bạn thích. Vì kích thước nhỏ của chúng, Chihuahua cũng rất thích đi chơi theo bạn. Chúng canh gác rất tốt, ngay cả khi chúng có kích thước rất nhỏ. Chúng sẽ sủa vào người lạ và âm thanh lạ. Bạn không nên để con chó Chihuahua của bạn một mình ngoài trời, bởi vì chúng có thể dễ dàng bị tấn công bởi những con chó khác.